vấn đề sử dụng cầu thủ nhập tịch đang làm nóng các diễn đàn bóng đá, trong đó có cả báo chí thể thao nước nhà. Việc có hay không gọi những ngoại binh để được nhập tịch Việt Nam lên tuyển chưa bao giờ là hết tranh cãi. Mới đây, một loạt các chuyên gia và huấn luyện viên nội như Lê Thụy Hải, Nguyễn Thành Vinh và huấn luyện viên Phan Thanh Hùng, cựu phó chủ tịch phụ trách chuyên môn VFF Dương Vũ Lâm đều đã lên tiếng bày tỏ quan điểm không ủng hộ việc triệu tập cầu thủ nhập tịch vào đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Lê Thụy Hải bày tỏ, mỗi người có một ý kiến, nhưng riêng tôi thì không ủng hộ việc gọi lên tuyển cầu thủ nhập tịch. Có thể nhiều người coi đó là bình thường vì họ cũng đã có quốc tịch Việt Nam. Nhưng ai còn thấy một đội tuyển bản sắc đã vì sự tự hào, tự tôn dân tộc, trong khi đội hình có những cầu thủ nước ngoài dù được nhập tịch nhưng còn không thuộc quốc ca. Theo vị chiến lược gia kỳ cựu người Hà Đông, việc nhập tịch và có gọi những cầu thủ này lên cũng chỉ là chạy theo thành tích. Chính căn bệnh thành tích đang khiến sân chơi V-League, thậm chí là hạng nhất không còn nhiều đất cho cầu thủ nội, cầu thủ trẻ. Nếu các đội bóng đều nhập tịch đông cầu thủ ngoại thì còn gì là giải đấu. Thực tế thì việc nhập tịch với các ngoại binh hiện nay không khó, điều kiện khó khăn nhất với họ chỉ là thời gian 5 năm làm việc, sinh sống ở Việt Nam. Trong khi đó, cựu huấn luyện viên Nguyễn Thành Vinh cho rằng không nên gọi cầu thủ nhập tịch lên đội tuyển Việt Nam vì họ không giúp bóng đá nội giải quyết sự phát triển từ gốc. Tôi cho rằng sở dĩ người ta đòi hỏi phải đưa cầu thủ nhập tịch lên tuyển vì thực trạng đội tuyển Việt Nam hiện nay thiếu trung phong, dẫn đến chuyện nhiều người muốn có ngay trung phong ngoại. Nhưng đấy chỉ là giải pháp nhất thời, giải quyết phần ngọn. Còn về lâu dài, chúng ta phải đào tạo trẻ. Đấy là chưa kể việc sử dụng cầu thủ nhập tịch sẽ giảm sự thôi thúc khát vọng được vươn lên của các cầu thủ trẻ. Chúng ta cứ hay than phiền cầu thủ nội có ít cơ hội thi đấu. Nay chúng ta lại đòi hỏi có cầu thủ nhập tịch thì lấy đâu ra cơ hội ra sân cho cầu thủ nội nữa. Ông Vinh cũng cho biết cầu thủ nhập tịch có rất nhiều hạn chế như đều đã lớn tuổi, sự hòa hợp giữa cầu thủ nội với cầu thủ gốc ngoại không đơn giản bởi luôn có khác biệt rất lớn. Và cuối cùng là chưa có cầu thủ nhập tịch thực sự tâm huyết với Việt Nam. Chia sẻ về vấn đề này, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng của câu lạc bộ Than Quảng Ninh cho rằng: "Tôi nghĩ đã là đội tuyển quốc gia thì nó phải mang bản sắc riêng. Ai cũng biết chuyên môn là vấn đề quan trọng. Nếu có nhiều cầu thủ nhập tịch giỏi trong đội tuyển quốc gia thì đội sẽ mạnh hơn, đó là điều chắc chắn. Nhưng chuyện ấy VFF có quan điểm riêng nên tôi tôn trọng quan điểm của người ta." Vị chiến lược gia người Đà Nẵng cũng cho rằng việc không triệu tập cầu thủ nhập tịch lên tuyển của VFF là nhằm trao cơ hội ra sân nhiều hơn cho những chân sút nội. Đây là vấn đề lớn với các câu lạc bộ tại Việt Nam khi đang sử dụng ồ ạt ngoại binh vào hàng công và hàng phòng ngự, khiến cho những cầu thủ trẻ không có cơ hội phát huy tài năng của mình. Điều này sẽ tạo cho các cầu thủ Việt Nam một sân chơi riêng để tạo ra bản sắc của mình. Điều đó sẽ là động lực để cho các cầu thủ trẻ Việt Nam phấn đấu và cố gắng để đạt được thành tích. Bóng đá Việt Nam hiện nay đang có lứa cầu thủ trẻ triển vọng. Tôi tin rằng các cầu thủ này sẽ làm được điều gì đó tại SEA Games sắp tới. Tôi hoàn toàn tin tưởng về điều đó. Cựu phó chủ tịch phụ trách chuyên môn VFF Dương Vũ Lâm cho rằng, để đi đến thành công, cần sự phát triển dài hơi. Riêng vấn đề nhập tịch cho cầu thủ ngoại chỉ giải quyết thành tích nhất thời. Ông Lâm cho rằng, việc gọi cầu thủ nhập tịch của một bộ phận người hâm mộ là do khát khao của nhiều người, rằng lâu quá rồi bóng đá Việt Nam chưa đoạt huy chương vàng SEA Games, chưa có lại ngôi vô địch Đông Nam Á. Cựu phó chủ tịch phụ trách chuyên môn VFF cho biết, Singapore cũng đã bắt đầu tính lại chuyện nhập tịch cho cầu thủ của họ. Singapore trước đây họ sử dụng cầu thủ nhập tịch một cách ồ ạt. Thành tích nhất thời thì đúng là Singapore có, nhưng cũng chỉ trong khu vực Đông Nam Á. Dần dần người Singapore nhận ra rằng, họ rốt cuộc cũng không thể vượt Thái Lan, cho dù họ sử dụng cầu thủ nhập tịch. Giờ thì bóng đá Singapore đã thay đổi chính sách, hướng về việc đào tạo nguồn lực tại chỗ nhiều hơn, không sử dụng cầu thủ nhập tịch ồ ạt nữa.